Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng 19 tháng 7, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng, 30 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về tội quan hệ với người dưới 16 tuổi. Theo cơ quan công an, ngày 17 tháng 2, sau khi nhậu, Lê Văn Hoàng đến nhà của em L.T.T.P., 13 tuổi chơi, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Hoàng nảy sinh ý định quan hệ nên đưa P vào phòng ngủ của gia đình nạn nhân. Mặc dù bị P kháng cự, nhưng Hoàng đã đe dọa dù thực hiện quan hệ với MP. Đến ngày 10 tháng 7, gia đình thấy bụng của MP to lên bất thường nên đưa đi kiểm tra thì phát hiện MP đã mang thai được 22 tuần. Qua truy hỏi, gia đình biết được MP bị Hoàng xâm hại. Sau khi biết sự việc, ngày 13 tháng 7, gia đình em P ngay lập tức đến cơ quan công an trình báo sự việc em bị Hoàng xâm hại. Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện hành vi quan hệ với P nhiều lần trước đó. Mới đây, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền xã vừa làm việc với anh NVN, thôn Quan Lộc, xã Tiên Động để nhắc nhở yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền trẻ em không được tái phạm hành động bạo lực. Theo đó, cuối tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động nhận được thông tin cháu DTT, 11 tuổi, trú tại thôn Quan Lộc nhập viện và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ với nhiều vết thương bầm tím. Nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã Tiên Động nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời báo cáo lên công an huyện Tứ Kỳ. Bước đầu xác định T bị bố dượng là ông NVN dùng dây điện đánh. Làm việc với cơ quan công an, ông N đã thừa nhận hành vi của mình. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên cháu Tê. Hiện cháu Tê đã xuất viện, sức khỏe đã ổn định và trở về nhà. Mới đây, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để điều tra nguyên nhân ông Phạm Văn Hồng Vũ, 56 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, cầm dao đâm em ruột tử vong. Nạn nhân là anh Phạm Văn Hồng Lợi, 53 tuổi, ngụ cùng ấp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 17 tháng 7 do hai anh em ruột có mâu thuẫn với nhau thời gian trước đó. Sau khi đi nhậu ở nhà bạn, ông Vũ chạy xe máy đến nhà anh Lợi ở xã Hiệp Thạnh để nói chuyện. Có men rượu trong người nên người anh kiếm chuyện gây sự lớn tiếng. Anh Hồng Lợi cũng đã cự cãi qua lại dẫn đến không kiềm chế bực tức. Lúc này, đối tượng Vũ lấy con dao lao tới đâm trúng vào ngực của anh Lợi. Không kịp phản ứng, nạn nhân té xuống nền gạch bất tỉnh. Gia đình nhanh chóng chở anh Lợi tới bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đến 22 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi của vụ án. Nghi phạm Vũ bị Công an bắt giữ sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn tiếp nhận bệnh nhân LTD 4 tuổi ở xã Bằng Phúc, huyện Trợ Đồn, nhập viện trong tình trạng đau đầu, sốt. Sau khi chuyển lên tuyến trên, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc viêm não do virus. Tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh, không đi đâu xa, chưa được tiêm phòng vaccine đầy đủ theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Trước đó khi ở nhà, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sốt cao từng cơn, đau đầu liên tục, nôn vọt, không ho, không khó thở, mệt lả, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Sau khi điều trị một ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, bệnh không giảm, ngày 8 tháng 7 năm 2024, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương để điều trị. Ngày 12 tháng 7 năm 2024, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chẩn đoán bệnh nhân bị viêm não do virus. Đứng trước tình hình dịch bệnh, ngày 17 tháng 7, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn đã đến kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh viêm màng não do virus tại xã Bằng Phúc, huyện Trợ Đồn. Đoàn công tác đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, vận động nhân dân vệ sinh môi trường sạch sẽ, loại bỏ nơi trú ẩn và sinh sản của mũi truyền bệnh, đồng thời vận động các gia đình đưa trẻ em trong độ tuổi đi tiêm phòng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đầy đủ. Nhắc nhở nhân viên trạm y tế xã tăng cường giám sát dịch tại cộng đồng, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm não do virus, phối hợp chặt chẽ với đơn vị y tế dự phòng để chủ động khoanh vùng xử lý ổ dịch trước đó. Sau khi bệnh nhân D dương tính với viêm não do virus, Ngành chức năng đã chỉ đạo trạm y tế xã Bằng Phúc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bằng Phúc tổ chức phun khử trùng tại hộ gia đình bệnh nhân này. Mới đây, công an huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án bắt cóc xảy ra trên địa bàn. Kết quả điều tra cho thấy đây không phải là vụ bắt cóc như trình báo mà là vở kịch do LDD, sinh năm 1990, con trai của nạn nhân dựng lên nhằm lừa tiền của gia đình. Trước đó vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, ông LDT nhận được điện thoại từ một người lạ mặt cho biết con trai ông là LDD đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình trả 100 triệu đồng để chuộc con trai về. Lo lắng cho con trai, ông T đã vội vàng đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều lỗ hổng trong lời khai của ông T và nghi ngờ đây là vụ lừa đảo. Lần theo dấu vết, công an xác định D đã cắt đứt liên lạc với gia đình và ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Tại đây, Đê đã khai nhận tự dựng lên vở kịch bắt cóc để lấy tiền chuộc của gia đình. Do nợ và tiêu xài hoang phí, Đê không có khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Được biết, LDD là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Hiện Công an huyện Nghĩa Hành đã khởi tố bị can đối với LDD về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các gia đình về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những tin nhắn, cuộc gọi đòi tiền chuộc. Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng 18 tháng 7, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu vượt nút giao IC3, cửa ngõ phía nam thành phố Cần Thơ. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0 giờ 30 cùng ngày. Thời điểm này, nhiều tài xế lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu Cần Thơ về bến xe trung tâm Cần Thơ, khi đến giữa cầu vượt IC3 phát hiện 3 nam thanh niên nằm bất động chồng lên nhau đoạn giữa cầu, trong đó có một thi thể không còn nguyên vẹn. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Cần Thơ đã có mặt ở hiện trường khám nghiệm điều tra. Theo cơ quan công an, ba người tử vong đi chung xe máy, họ đã va chạm với xe container. Sau sự cố ô tô container biển số Hà Nội rời khỏi hiện trường, cảnh sát truy đuổi nhiều km mới bắt được và đang lấy lời khai tài xế. IC3 là nút giao nối quốc lộ 1 với cửa ngõ phía nam thành phố Cần Thơ, thường xuyên đông xe. Mới đây, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Đoàn Trọng Đạt, sinh năm 1986, trú tại tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn T và D86 về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động trong công trình xây dựng hầm dẫn nước thuộc dự án thủy điện Nậm Củi 1, huyện Nậm Nhùn làm ba công nhân thiệt mạng. Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tháng 2 năm 2023, công ty cổ phần thủy điện Nậm Củi 1 ký hợp đồng giao khoán thi công hạng mục đào hầm và gia cố tạm công trình hầm tại Thủy Điện, Nậm Quỷ 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, trị giá 26,6 tỷ đồng, với công ty trách nhiệm hữu hạn T và D86 của ông Đoàn Trọng Đạt. Trong quá trình tổ chức thi công công trình, từ tháng 2 năm 2023 đến nay, Đoàn Trọng Đạt đã không nghiên cứu các quy định về đảm bảo an toàn trong lao động trong thi công công trình ngầm, không tổ chức tập huấn về an toàn lao động cho người lao động theo quy định, không tổ chức kiểm tra, quan trắc lượng không khí trong hầm trước khi cho công nhân vào làm việc không trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. Theo đó vào ngày 9 tháng 7, tại công trình hầm đang thi công có một công nhân bị ngạt khí phải đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ để cấp cứu. Tuy nhiên, đạt không chỉ đạo chỉ huy trưởng công trường dừng mọi hoạt động trong khu vực hầm, không kiểm tra các điều kiện an toàn, không thực hiện các bước kiểm tra chất lượng không khí trong hầm. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc ba công nhân tử vong do ngạt khí xảy ra vào ngày 11 tháng 7. Hành vi của đoàn trọng đạt đã phạm vào tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.